Thưa quý bạn, đây là bài 8.2, tức là phần 2 của bài số 8. Bây giờ ta học về thì hiện tại của động từ as, nhóm 2 as là. Hãy xem ở tập 1 bài 2. Trong tiếng Phạn, động từ được chia thành 10 nhóm. Tùy theo cách tạo ra ngôi ba suýt của thì hiện tại, từ gốc hay là căn động từ. Thí dụ, ni thuộc nhóm 1, ngôi ba suýt là najati nghĩa là dẫn. Kru nhóm 8, ngôi ba suýt là karoti là làm. Kath nhóm 10, ngôi ba suýt là kathayati là nói, kể. Da nhóm 3, ngôi ba suýt là dadati là cho. Còn as nhóm 2, asti nghĩa là một trường hợp đặc biệt của nhóm 2. Thì hiện tại chủ động parasamayapada của as là như sau. Ngôi 1 suýt xoay số nhiều lần lượt là asmi, svaha, smaha. Ngôi 2 lần lượt là Asi, Staha, Stha. Ngôi 3 lần lượt là Asti, Staha, Santi. Hãy xem thêm tập. Thí dụ, tôi là một thầy giáo. Câu này có 3 cách viết ra chữ Phạn. Thứ nhất, có thể viết Aham, Asayaha, đây là câu danh nghĩa không cần động từ là. Aham là chủ cách suýt của mat là tôi. Asayaha là chủ cách suýt chúng được của Asaya là thầy giáo. Cách 2, viết Asayaha, Asmi, không cần chủ từ Aham, bởi vì Asmi là ngôi một suýt thì hiện tại của động từ as là người ta biết đó là tôi rồi. Và cách 3 là aham, asaiha, asmi là đầy đủ cả chủ từ động từ asmi và vi ngữ asaiha. Trong trường hợp này ta đưa chủ từ ra trước, tức là có ý nhấn mạnh cho chủ từ. Bây giờ ta viết ba câu này ra Devanagari. Trước hết ta dùng hợp âm. Câu thứ nhất, aham, asayaha, thì em với a dài nối lại thành ma, cho nên thành chỉ một từ, aha, masayaha, rồi đổi ra Devanagari. Câu 2, asayaha, asmi. Ở đây ah nặng cộng a thành ra o apostrophe, cho nên câu này trở thành asayosmi, apostrophe không đọc, và đổi ra devanagari thì cái dấu đằng sau này thay cho đây là viết trong devanagari của apostrophe. Còn câu 3, aham asayaha asmi thì đầy đủ, em nối liền với a dài và a hát nặng cộng a thành o apostrophe, cho nên câu này thành ra hai từ amasayosmi và đổi ra devanagari như thế này. Bây giờ tương tự avam asaryao svaha, hai chúng tôi là thầy giáo. Các bạn đọc phân tích từng từ trong này để hiểu cho rõ. Tương tự vayam asayaha smaha, chúng tôi là thầy giáo.
các bạn Ví dụ đọc tiếp cái theo. phân tích trong này để giúp Tvam cho Asaya rõ. Asi, anh là thầy giáo. Yuvam Asaya Saha, hai anh là thầy giáo. Yuyam Asaya Sta, các anh là thầy giáo. Esaha Asaya Asti, người này là thầy giáo. Etao Asaya Staha, hai người này là thầy giáo. Ete Asayaha Santi, những người này là thầy giáo. Các bạn cần phải phân tích rõ từng từ để hiểu cho rõ những câu này. Thí dụ tiếp theo. Saha Shishyaha Asti, người ấy là học sinh. Tiếp theo. Tao Shishyao Staha, hai người ấy là học sinh. Tiếp theo. Te Shishyaha Santi, những người ấy là học sinh. Esaha Asayaha Asti, người này là thầy giáo. Rồi. Etao Asayao Staha, hai người này là thầy giáo. Và Ete Asayaha Santi, những người này là thầy giáo. Các bạn cần phải phân tích rõ từng từ trong câu để hiểu cho thật rõ. Ví dụ tiếp theo. Tat Pustakam Asti, cái đó là sách. Tiếp theo. Te Pustake Staha, hai cái đó là sách. Tani Pustakani Santi, những cái đó là sách. Etat Pustakam Asti, cái này là sách. Ete Pustake Staha, hai cái này là sách. Etani Pustakani Santi, những cái này là sách. Các bạn cũng cần phải phân tích cho rõ từng từ một nếu thật thấu đáo. Thí dụ tiếp theo. Sa Kanya Asti, người ấy là con gái. Te Kanye Staha, hai người ấy là con gái. Taha Kanyaha Santi, những người ấy là con gái. Esa Kanya Asti, người này là con gái. Ete Kanye Staha, hai người này là con gái. Etaha Kanyaha Santi, những người này là con gái. Các bạn cần phân tích rõ ngữ pháp của từng từ để hiểu cho thấu đáo. Khi tát, etat là tính từ chỉ định. Tát về tát là đại từ chỉ định khi nó đứng một mình như những thí dụ ở trên. Còn chúng là tính từ chỉ định khi đi liền với một danh từ. Khi nó là chúng nó là tính từ chỉ định thì luôn luôn hiệp giống, hiệp số, hiệp cách với danh từ mà nó chỉ định. Thí dụ Esaha Shishyaha, đây là học sinh, thì Esaha này là một đại từ. Còn bây giờ Esaha Saha Shishyaha, đây là học sinh ấy, thì Saha là ấy, nó đi liền với danh từ Shishyaha, cho nên cái Saha ấy này là tính từ chỉ định. Trong khi Esaha này là đại từ chỉ định, đây là học sinh ấy. Thí dụ tiếp theo, Esa Putika, đây là cô con gái. Thì Esa đây là một đại từ. Trong khi Esa Sa Putika, đây là cô con gái ấy. Thì trong này có Esa là đại từ, mà Sa này là tính từ chỉ định. Bây giờ lục hợp âm cho Saha và Esaha. Mặc dầu tận cùng bởi Aha, nhưng mà Saha và Esaha không tuân theo quy luật hợp âm của Aha như ta nói bên trên, mà nó tuân theo quy luật hợp âm riêng của nó. Và ta có 3 trường hợp. Saha, Esaha sẽ thành
Được thứ nhất là thành sa, e sa khi đứng trước mọi mẫu âm mà khác a. Được thứ hai là nếu đi sau chúng nó là a, thì sa ha cộng a thành so apostrop, e sa cộng a cũng thành e so apostrop. Apostrop đây là thay thế cho cái a ở đằng sau bị mất đi. Và trong Devanagari thì apostrop này được viết bởi cái dấu như thế này. Và trường hợp thứ ba là vẫn viết là Saha Esa khi. Thí dụ, trường hợp thứ nhất này sau Esa là S chứ không phải là A, cho nên H nặng mất. Và sau Saha là S phẩy, không phải là H nặng cũng mất. Cho nên ở đây ta có Esaha, Saha, Shishyaha trở thành Esa, Sa, Shishyaha. Từ đó chuyển qua Devanagari. Trong thí dụ tiếp theo, sau Esa cũng S chứ không phải là A, cho nên H nặng mất. Và sau Saha là A dài, không phải là A, cho nên H nặng mất. Và ta có tương tự như thế này. Từ đó ta chuyển qua Devanagari. Thí dụ tiếp theo. Sau Esa là S chứ không phải là A, cho nên H nặng mất. Nhưng mà sau Saha là A, cho nên Saha thành So apostrophe. Apostrophe này là thay cho A này đã bị mất đi. Và từ đó ta chuyển qua Devanagari, ta có như thế này. Cái dấu này là cái dấu của apostrophe trong Devanagari. Và thí dụ tiếp theo, ở đây là sau aha, aha này là ở trong quy luật chung, mà sau aha này là có e, cho nên nó thành aha cộng e thành a e rời ra. Còn sau esa này là có a, cho nên esa thành eso apostrophe. Apostrophe này là thay thế cho a này bị mất. Cho nên ở đây cái câu này sujanaha esaha amatayaha trở thành sujana eso matayaha. Và từ đó chuyển qua Devanagari ta có như thế này. Bài này khá dài, có nhiều cái chi tiết cần phải nắm vững. Vì vậy tôi cho khá nhiều bài tập, phải làm đầy đủ bài tập này. Bởi vì có làm bài tập mới nắm được tất cả những quy luật đã học. Và mới... Vậy thì nhắc lại là xin các bạn làm đầy đủ các bài tập. Chúc các bạn an vui và tạm biệt.